Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Lucky Block Channel. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với chuyên mục Minecraft thử thách với chuyên đập Lucky Block. Mình đập Lucky Block nhiều quá mà có bạn bảo mình rằng là đây là Lucky Block Channel. Ok thôi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đập cái Lucky Block Creeper. Các bạn có thể biết rằng là cái con Creeper nó nguy hiểm như thế nào ở trong Minecraft rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đập cái Lucky Block này cũng nguy hiểm như vậy. Thế nên là mong rằng là trẻ em dưới 1 tuổi và trên 60 tuổi thì anh em các cụ già thì hãy bỏ qua clip này bởi vì nó sẽ gây nổ mắt. Ok, chúng ta sẽ đập quả Lucky Block đầu tiên. Mình chả thấy gì. Thật ra mình chỉnh lại cái chế độ thảo nào. Không có là phải. Chúng ta now fry một cái cuốc. Con gà ép. Đập ra được mỗi con gà là vậy. What the man. Đã được ngay một cái khối kim cương rồi. Nhưng hiện tại mình chưa có gỗ để có thể là chế. Không được cái gì luôn. No. Cái gì đây? Game hack John game. Đâu. Các bạn, chết rồi. Mình phải tránh ra cái thằng game hack. No. Nó tha mạng của mình rồi. Thằng này điên rồi. Cái gì đây? X4 đây là gì? À, kinh nghiệm. À, kinh nghiệm rơi rất là nhiều chỗ luôn. Ôi, Herobin. No. Ok, fine. Lần này mình anh ơi, Herobin đằng kia. Trời ơi. No. Mình cứ đánh. Anh ơi thay em nhá. Em anh. Xôi. Mình có làm gì nó đâu. Các bạn. Trời. Mình phải tránh sao này ra đã. Trời ơi, cái bọn điên này. Đây các bạn thấy không? Nó rất là kinh khủng khiếp. Mình bên kia có thằng Herobin nữa cơ. Golem ok. Cái gì đây? Hey Bobo à? Honey à? Honey Bobo à? What the? Creeper nó làm cái gì đấy? Thôi ra mình phải xử lý cái thằng này đã. Wow, nó đội cái kia là có thể là bảo vệ được nó khi mình đánh nó đấy. Creeper nó khôn. Đấy, nè. Nếu mình đánh ở trên. Mình đánh ở trên đầu nó là khó. Ôi, trời tối luôn hả? Đập cái trời tối luôn à? Wow. Nhưng mà không có cúp để đập. Ok fine. Xem mấy màu. Đôi 4, 6, 8, 9 màu luôn hả? Mũ. Yeah, mình có mũ rồi. Uầy. Level 3000 luôn. Wow. Thật sự luôn, mình tí nữa mình sẽ quay lại giết thằng kia. Mình thề đấy, mình thề, mình hứa, mình đảm bảo. Ý mình sẽ quay lại giết cái thằng Herobin và thằng game hack Iron Man. Giáp đều, ui không đủ. Quần không đủ, giày không đủ. Có mỗi cái mũ thì rẻ nhất thì mình có rồi, nó đảo thật. Ok fine. Bây giờ mình sẽ ước một cái cúp. Kiếm rồi. Creeper Lucky. Wow, kiếm này to kinh khủng luôn. Nhưng mà kiếm Lucky này thế nên là nó tỷ lệ nó có thể là gây đen đủ cho mình cũng rất là cao.
Lucky Point. Ê, cái thằng này đệ mình phải không? Ờ đúng rồi, đệ của mình. Sao mày đánh tao? Kệ mày đi, tao được cái đồ của mày à? Stick này, mình được một cái gậy. Gậy để đập. Ồ, táo vàng. Không thể bỏ rơi được. Trời ơi, nhà của Silem. Nhà của Silem. Đây rồi, Lucky Point. Không, mình cần cái Lucky Point 100% cơ. Wow. Đây rồi, giáp. Thì đã có cái giáp sắt. Ô ngựa. Wow. Mình mắc tốc chạy rồi, giờ mình chả sợ nó đâu. Rồi, luôn TNT. Mèo. Đúng rồi, hay quá, có mèo ở đây là cái bọn Creeper nó sẽ sợ mình một vía. Một phép luôn. Em đừng hất anh. Anh làm gì chú đâu, chú hất anh. Ê, đúng rồi, đi hất mấy thằng kia kìa. Hất. Cái gì? Cái gì? Creeper sợ mèo bao giờ nó lại cưỡi. Rồi luôn. Nó cưỡi cho con mèo cưỡi lên bốp à? Mình sẽ thử đánh nhau với thằng bốp đây xem đó. Yeah, được cái đồ rất là hị. Ôi, kiếm kim cương luôn này. Là phê luôn. Lucky Boy. Game hack tiếp hả? Ok. Nó có thể là nó sẽ chơi với mình. À. Lên đây. Lên đây đánh nhau như một thằng đàn ông. Tao cũng chả sợ mày đâu. Yeah, mình thắng rồi. Ô, được đầu. Đi xong cái thằng. À. Wow. Nhưng mà không biết bằng cái mũ xịn, bằng cái mũ của mình đâu ta. Từ á. Bảo vệ khỏi lửa, lỗ hấp dẫn. Đầu của Forbidden Team Hack. Không. Không ngon bằng mũ này. Mũ này hịn hơn. Không bị phá vỡ. Ờ. Giáp này thì còn ok. Khía cạnh không bị phá vỡ. Không. Đồ đảo. Thế mình sẽ đi quay lại đi tìm thằng Herobrine rồi. Cái thằng định ám sát mình đầu tiên. Giết. Ôi, có lẽ là nó đi đâu rồi, trời sáng đi. Ôi, block vàng. Cái này không phải vứt. Ôi, cái này không phải nó không cho mình coin nữa mà nó cho mình TNT vứt là. Ô, bên dương không có gì luôn. Rồi, ok, fine. Nổ nhức đít thế này lên. Gì ấy? Ma. Ok, ma. Ui. Cái gì? Làm sao? Vào đây tao chấp hết. Ô, mở cái poi. Ui ơi. Hấp thụ tăng sinh lực kìa. Ui. Thật sự luôn đấy. Cái này có nguy hiểm thật đấy, nhưng mà nó ui đào như hách luôn. Qua thấy không? Để đào không nhìn thấy tay. Đấy. Hồi phục hấp thụ lão hóa, nhìn bóng tối thở dưới nước để kháng vội vàng. Ok, vội vàng chắc mắc level đây là thế. Mình chỉ cần kích một kích thôi. Có gì đấy? Thỏ Kinibmi á. Đồ rất là ngon luôn. Không. Ôi thật sự. Ủa, mắc xịn luôn.
Ủa, có lẽ là trứng rồng. Thôi, trứng rồng cái gì đấy? Instakin JJ Boy. Thôi thôi thôi. Ui, phù thủy ấy đi làm loạn đây à? Mình giết hết bọn này. Ui, chém mà không nhìn thấy. Ui, xong rồi, xong rồi. Mình đang bị độc. Ô, lại một cái kiếm. Bánh mì và cái mầm cây à? Cái gì đấy? À, thêm một thằng củ chuối vào. Zone game. Grab diamond. Ok, nó đi đánh cái gì á? Nó đi đánh cái gì? Nó đi đánh cái gì? Hãy solo như thằng đàn ông. Đừng có núp núp. Núp núp. Núp núp. Hòa mắt quá. Đúng thật. Ok, chúng ta nhận được cái gì đây? Một cái đầu. Cái gì? Ôi kim cương. Ôi kim cương. Game hack hiện giờ lại đi bán đồ à? Wow. Lucky cái gì ấy? Lucky Dread là cái gì? Phê. Này cút đi, nổ tao làm cái gì đó mệt người. Nổ. Ồ. Beacon. Có gì luôn. Ui. Để mình tiêu diệt hết lũ creeper khốn nạn này đã. Mình kiểu kiểu, kiểu như là có phép phép thuật ấy nhỉ. Không có gì ạ. Cái này nó không dùng coin, cái này nó dùng TNT để vứt vào cái giếng này các bạn. Thật sự là khó mình bây giờ. Toàn TNT thôi. Ui. Mình đứng xa cái quả TNT thế mà nó vẫn nổ được. Ô, trái tim cái gì đây? Đúng rồi, nổ đi. Ok. Cái à giờ cung. Cái này là mình thấy là đập sắp được 101 cái rồi, nhưng mà mình thấy rằng là nó nguy hiểm ở chỗ là có cái thằng game hack kìa. Có cái thằng game hack với cũng như là rồi luôn tay không đập đập vàng luôn. Có thằng game hack với mấy cái thằng kia nó rất là nguy hiểm. Sợ là sợ cái thằng đấy. Một khi là có sức mạnh rồi thì sợ gì. Ồ, hoa. Trời tối luôn. Ok, mình bay quá, mình không ăn vào cái đấy. Đây, ví dụ như thằng này. À đâu, thằng này đồng hưu. Master of the Creeper. Ủa, nó chết rồi. Ôi, nó chết, mình nhận được một cái Lucky Block. Wow. Lucky Block xịn. Trưởng. Đập luôn ra được cái áo. Áo này không biết xịn hơn không. Ui. Ui, mắc xịn luôn. Đập cái Lucky Block kia ra một cái áo mắc xịn luôn. Áo giống như kiểu cái mũ mình ấy. Thật sự là mình bây giờ là vô địch rồi. Rồi nổ đi, thoải mái nổ đi. Nổ đi. Rồi chết hết bọn này. Ồ, kiếm kiếm Lucky. Vội vàng max level nên là rất là nhanh. Ấy đào xem ghê không. Xì lam à, nhà của xì lem à. Tao nghĩ tào lao nghĩ gì mà tao sợ cái này hả thằng cu.
tắm theo lửa. Ui gì đấy, khách mình chưa đọc được. Bán bánh à em, bán bánh à em, chết luôn. Mình đến trước là rất sợ nhưng mà vào đây thì mình sẽ không sợ đâu. Cái gì đấy, hung mi à, hung ăn tôi, hungry, đâu đói chứ. Ui xong rồi, biệt đội quân bốp rồi luôn lại. Ui mình bảo mình không sợ nhưng mà giờ nó có hẳn một cái biệt đội rồi. Bây giờ mình sẽ chiến nhau với biệt đội quân quân bốp. Chơi đi em, còn hết đây, vào hết đây mấy con lợn này. Ôi trời ơi thật chứ, mình chấp cả team nó. Đừng có sợ ai đâu, nhìn này. Trời ơi biệt đội quân bốp, nhưng mà nó đông kinh. Sao đông ấy? Vào hết đây đúng không? Người mình sẽ chơi kiểu đánh bom liều chết nhưng mà không có. Ok cái thằng khốn kia nó ném độc mình. Trời ơi bọn này phải mấy chục thằng, cả thằng con nữa, thằng bố, rất là nhiều đồ kim cương luôn. Ồ oh yeah, có cả chó ra giúp mình rồi. Yeah xong rồi đó, ngon ngay, rất là nhiều đồ ngon luôn, đồ của cái thằng bốp này. Bây giờ mình sẽ thử đi tìm cái gì nhỉ? Herobin. Biết rằng là Herobin còn ở đây không? Mình sẽ phải trả thù. À, chúng ta lại tiếp tục. Sorry nha, mình có một chút việc bận thế nên là phải ngừng quay, giờ lại quay trở lại. Bây giờ mình sẽ lại đi tìm thằng hành mình lúc đầu game. Tính mình là cứ thích phải trả thù cơ. Cái gì đấy, chó bị héo đi à, nhưng mà hiện tại hình như là không tìm thấy nó rồi. Cái thằng này mình rất là ghét nó. Đây nữa này, cái thằng này làm sao đang tháo, còn lấy kiếm này ra đập cho an toàn. Ô thằng này Robin kia nó đi đâu rồi ta? Thực sự là chắc là nó ẩn rồi. Hello man. Ẩn rồi, nó đi ở ẩn rồi. Buồn ghê ta. Mình đang có sức. Ô, hết sức mạnh rồi. Hết sức mạnh rồi. Mình cứ ăn cái này vào xem nào. Mình sẽ thử hết. À ok. Mình quên cái đấy là cái để giết mình. Đen nhỉ. Sức mạnh mình đã bị giảm sút. Nhưng mà cái kiếm này rất là ghê gớm. Đập 4 luôn. Chết rồi. Giờ lại quay trở về thời kỳ chân đất mắt tét. Đi rất là chậm. Hello thỏ. Da rất là nhiều. Da thỏ. Ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình đã đập xong 101 cái Lucky Block Reaper. Thực sự là mới đầu game thì mình đã bị ăn hành rất là lớn luôn, bởi vì là nó cái mình chỉ đập 101 cái lên là mình cũng nghĩ rằng là mình chưa biết hết được đâu, nhưng mà nó vừa mới vào là nó đã ép thêm ba cái con, ba hay hai ta, cái con gọi là cái con quái vật, một thằng game hack, một cái thằng Herobin nữa. Cảm giác là bị ăn hành rất là ghê, nhưng mà mình đã vượt qua đấy, và mình đã tìm nó nhưng mà nó đã biến mất rồi.
Và nếu các bạn yêu thích cái series này cũng như là cái clip này thì đừng quên để lại một like cũng như là comment để ủng hộ mình nha. Mình sẽ tiếp tục làm những cái clip đập các cái Lucky Block khác. Xin chào và hẹn gặp lại.